Các quý vị, các anh chị thân mến, tưởng là mình không được hát nữa rồi. Nhưng mà may quá có một cái vị khán giả yêu cầu một cái bài hát của nhạc sĩ Quốc Dũng. Cái bài hát này Dũng cũng rất là yêu thích. Vì vậy là cho nên ngày hôm nay tiện có mặt các anh chị đầy đông đủ ở đây, cho phép Dũng xin được hát tặng cho các anh chị một bài hát viết về cái nỗi buồn của những cái người đã không còn chung bước với người thương của mình. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe Đường Xưa của nhạc sĩ Quốc Dũng. Quý vị có thể cho Tuấn Dũng và ban nhạc là một tràng pháo tay lớn hơn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều.
Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.